Bình Yên xin chào cô chú anh chị em bạn bè nha. Hôm nay Bình Yên làm một cái clip để hướng dẫn cho các chị em là mới bắt đầu nhảy nha. Mới bắt đầu nhảy, muốn nhảy, chị em nào mà muốn nhảy mà không biết bắt đầu từ đâu thì hôm nay Bình Yên sẽ làm cái clip hướng dẫn cho chị em mới bắt đầu nha. Cho chị em một bước nhảy đầu tiên. Từ đâu nha? Nào các chị em ơi. Hôm nay Yên làm cái clip để hướng dẫn thì học nhảy thì mọi người nếu mà anh chị em nào mà ai mà muốn học những các điệu nhảy tự do như của Bình Yên thì hãy vào đăng ký kênh YouTube ở bên YouTube của Kim Yên nhá, để mà theo dõi, để mà học nhảy nhá. Bình Yên cảm ơn. Là bắt đầu chị em ơi, đứng lên để bắt đầu học nhảy, bắt đầu từ đây nhá các chị ơi. Hello các chị, nào bắt đầu nào. Mỗi một chân nhún hai nhịp nhá các chị ơi, phải nhớ mỗi chân nhún hai nhịp. Khi các chị học nhảy là các chị phải nhún hẳn cái chân này xuống nhá. Các chị nhún hẳn xuống cho nó dẻo nhé. Đó là bắt đầu nào, bắt đầu học nhảy nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Quá dễ đúng không các chị? Quá dễ luôn. Có thể chị em làm có cái sự đam mê nhá, mà cực thích về nhảy nhá, thì có thể nhìn một lần là nhảy được thôi nha, học đúng một lần duy nhất là nhảy được nhá, là nhún được chân nhá. Nào các chị ơi, học lại từ đầu nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Khi mà các chị học nhuyễn rồi, thuộc rồi thì các chị có thể các chị nhảy nhanh một xíu nhé. Nào bắt đầu nhảy nhanh một xíu nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rất đơn giản đúng không các chị? Rất là đơn giản nhé. Đó, rất là đơn giản, có thể các chị học nhìn một lần để các chị nhảy được thôi. Rất là dễ. Để các chị em nào mà muốn học nhảy điều nhảy tự do, đánh hông này, đánh hông sang hai bên nhá, đánh gót chân các thứ nhá, rồi thì xoay hông nhá, thì sẽ đăng ký kênh của Kim Viên để mời theo dõi nhá. Thì em sẽ làm tiếp theo, em sẽ làm video từng bước nhảy một nhá, hướng dẫn cho các chị từng bước nhảy một, từng giai đoạn một nhá. Thế nên là các chị vào đăng ký kênh YouTube của Kim Viên để mời theo dõi nhá. Em xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả các cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị em bạn bè thật nhiều sức khỏe nha. Bye bye.